Đây ạ, em phục vụ nhu cầu giải trí ca hát cho các bác đây. Trong thời gian qua thì cũng có khá nhiều các bác đang hỏi về cái dòng mic bãi. Hôm nay em đang nhập một lô mic bãi về cho bác. Lô này em nhập gần gần 160 bộ cơ. Chỗ này mới bóc 1-2 thùng thôi. Và đây em đang bóc ra đây để em vệ sinh hết các đầu mic cho các bác nhé. Vệ sinh đầu mic rồi dọn dẹp. Nhưng mà hiện tại là cứ quay trước cho nó nóng đã, bắt đầu đang chuẩn bị lau thì nghĩ là mà tôi cứ quay cho các bác. Đối với lại những dòng mic này thì báo cáo các bác là các bác ở trên thị trường bây giờ thì mic bán rất là nhiều, mic mới rất là nhiều, nhưng báo cáo các bác là với mic ở trên thị trường mà các bác mua tầm khoảng độ 1,8-1,9 triệu một bộ thì các bác không hát được đâu, khẳng định là dưới 2 triệu một bộ hát mệt lắm, hát chưa đấm vào mồm luôn. Nó phải cần cái độ thu rất là tốt về echo hoặc là tất cả cái giọng nói của mình ý, nó thu lên nó phải nhẹ, nó phải lướt, giọng nó phải ấm, nó phải mướt. Đấy, chính vì vậy nên là cái dòng vinh bãi này nó đáp ứng những cái nhu cầu này nó rất là tốt luôn. Và các bác là về vinh bãi thì không thể chê được, không thể chê được. Và cứ mua những cái bộ vinh bãi, đây là những bộ vinh này, trong này nó có 2-3 mã đều một giá các bác nhé. Em để cho bác một giá 1,9 triệu một bộ, 1,9 triệu một bộ. Em còn đang tháo từng bộ ra, em vệ sinh hết đầu mic cho anh em, tháo vệ sinh đầu mic cho các bác này, cho nó sạch. Với 1,9 triệu một bộ mic này, báo cáo các bác là ở thị trường các bác mua mic mới 1,9 triệu không hát được đâu. Có muốn bèo bèo thì bác phải mua 2,5 triệu, 2,8 triệu, 3 triệu trở lên nhé. Cái loại ba mic mới 3 triệu, hơn 3 triệu trở lên cũng không theo được những dòng mic bãi này, những mic mới của mình bây giờ. Mà các bác phải mua phải tầm 4-5 triệu dòng mic bãi. Đây là hiện tại đang có mic bãi gồm có model là 5S. Các bác cứ chấm nhá. Dòng mic 5S hoặc vang 5S này có rất là nhiều trên thị trường, bán rất là nhiều. Mà cái gọi có gọi là cái dạng bình dân, cái gọi là hàng cỏ ấy. Nói tóm lại hàng bình dân ý, hàng mới tinh mà bình dân nó cũng đã 1,8-2 triệu mấy rồi, chưa nói chuyện là những cái mã U66 này cả. Đây, con vang 5S này. À, đây là có mic, bộ mic màu trắng này 5S này. Còn mic màu đen nó là POP U811. Đây là con mic này. Đều mic hết. Và còn mua đây nữa. Echo là UR833A. Đấy, nó gồm hiện tại đây gồm có 3 mã. 3 model mic. 3 mã mic ạ. 3 mã mic này em đều, bác nào thích lấy mã nào được. Nhé, giá đều 1,9 triệu một bộ. Em test thử chất âm nó rất là ấm áp. Còn các bác nào cần test thì mai kia em sẽ, hoặc là chiều em sẽ có clip dỗ em test cho. Em cắm thẳng mic em test luôn trực tuyến cho các bác thích, nghe cho nó chất. Đấy. Chứ bây giờ các bác bỏ 1,9 triệu ra các bác mua mic mới, em nói thật là không hát được đâu. Nói thật đấy. Bộ dàn nhà bác có hay đến giờ, có hay đến mấy mà dùng mic nó không thu không tốt thì các bác hát mệt lắm. Bộ mic này thì gồm có một đầu thu này, có đầy đủ hết cho các bác dùng luôn. Có đầu thu này, có cắm nguồn này, có hai tay mic này đều có chống lăn cho các bác nhé. Chống lăn các bác, em đang vệ sinh nhé. Mic bãi như thế này là quá đẹp rồi, đúng không ạ? Mic bãi như thế này thì các bác bảo còn đẹp thế nào nữa. Em quay ngoài giờ cho các bác nhé, không phải quay trong nhà để bật đèn nhiều chỗ là bật đèn lát, bật đèn nọ đèn kia lên để cho nó tôn cái vẻ đẹp của mic lên, không cần, không nhất thiết. Em quay hẳn ngoài trời luôn, em đang tháo em vệ sinh lần lượt. Em lắp tạm một tay này vào đây, cái đống này nó bỏ đây mà. Lắp vào đây cho các bác nhìn này, tay mic này, hầu như con nào cũng đẹp như con nào. Hàng chọn hết đấy, không sát sát nhé. Được chưa ạ? Mic bãi đấy. 1,9 triệu một bộ các bác ạ. 1,9 triệu một bộ. Bác chú ý hộ em nhé. Tay mic thì đi theo bộ rồi. Còn là bác nào thích loại bộ nào, ví dụ như bác thích 5S này, thì các bác nào điện cho em không được thì bác cứ nhắn tin vào số điện thoại.